Hiện Thục xin được mến chào tất cả quý vị và quý vị đã quay trở lại với trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị khán giả thân mến, theo một con số thống kê cho thấy rằng là thoái hóa đốt sống cổ nó là một căn bệnh khá phổ biến thưa quý vị. Và chúng ta có đến 85% những người mà ở trên độ tuổi 60 á, sẽ mắc phải căn bệnh này. Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, thậm chí rằng là nếu mà trở nặng thì còn gây liệt, tê bì, khó chịu và khiến cho người bệnh mất dần đi những cái chức năng quen thuộc của cuộc sống hàng ngày. Vậy thì nguyên nhân, triệu chứng và phòng ngừa căn bệnh này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay với chủ đề triệu chứng nhận diện thoái hóa đốt sống cổ, biết sớm, chữa lành. Và người sẽ cùng đồng hành với tất cả quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu sự góp mặt của thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh, giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Hiền Thục xin được mến chào bác sĩ Mai Duy Linh ạ. Kính chào Hiền Thục, kính chào quý khán giả. Dạ, đầu tiên thì xin được nhờ bác sĩ Linh chia sẻ với tất cả quý vị khán giả đây là một căn bệnh như thế nào ạ? Cái bệnh thoái hóa cuộc sống cổ là cái bệnh mà thật ra cũng có từ rất là lâu rồi. Chỉ có điều là gần đây thì chúng ta quan tâm đến nhiều hơn thôi. Lý do là thứ nhất là do cái tuổi thọ của chúng ta càng ngày càng kéo dài lên, cho nên là cái tình trạng mà thoái hóa chúng ta thường gặp hơn. Thứ hai nữa là do hiện tại có một số cái nghề nghiệp khiến cho cái tình trạng thoái hóa xuất hiện càng ngày càng trẻ hơn. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là cái tình trạng thoái hóa cuộc sống cổ này càng được càng xuất hiện nhiều hơn. Thì ra thoái hóa cuộc sống cổ nó là một tình trạng ta gọi là nó là một cái bệnh lý tương tự như cái thoái hóa khớp ở đầu gối vậy. Nhưng mà thoái hóa cuộc sống cổ thì ở đây là nó không có cái khớp tức gọi là giống như là của cái đầu gối, mà thực chất nó làm cái tình trạng thoái hóa của cái đĩa đệm. Chúng ta hay nghe nói là thoát vị đĩa đệm đó. Thì thật ra cái bệnh lý đĩa đệm có rất nhiều loại, thì trong đó có một tình trạng là thoái hóa đĩa đệm mà chúng ta hay gọi là thoái hóa cuộc sống. Thì cái tình trạng thoái hóa đĩa đệm này nó sẽ dẫn đến rất là nhiều vấn đề khác. Nhẹ nhất là đau nha, chúng ta bị đau cổ. Nặng hơn nó có thể cái tình trạng là chèn ép những dây thần kinh, và là khi chúng ta bị tê. Và nặng hơn nữa là có thể gây là bị yếu hoặc là liệt tay. Vậy thì chúng ta có những cái nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng là người bệnh sẽ dễ gặp phải các bệnh này hơn ạ thưa bác sĩ? Thì cái yếu tố mà thường nhất người ta hay nói đến là tuổi. Nhưng mà thường cái yếu tố này thì rõ ràng chúng ta không thay đổi được rồi. Không có cách nào trẻ lại được hết. Nhưng mà cái nguyên nhân chính khiến cho cái bệnh này càng ngày càng xuất hiện trẻ hơn á, đó là cái tình trạng mà gọi là có xu hướng là chúng ta hay cúi cổ nhiều. Cúi cổ và giữ một cái tư thế thường xuyên. Thì ví dụ như bây giờ chúng ta có xu hướng chúng ta sẽ ngồi làm, ví dụ ngồi làm văn phòng hoặc là ngồi máy tính, hoặc là bây giờ là thậm chí là không chỉ ngồi máy tính nữa mà ngồi xem điện thoại. Hồi xưa thì chúng ta cũng hồi xưa cũng có nhiều người làm bàn giấy đó, nhưng mà nhất là các bạn học sinh cũng ngồi nhiều đúng không? Nhưng mà thật ra hồi xưa chúng ta ngồi không bao giờ chúng ta ngồi liên tục 8 tiếng một ngày hết. Ngay cả các bạn học sinh thì các bạn cũng ví dụ như ngồi khoảng 1-2 tiếng là các bạn sẽ ra chơi. Còn đối với những người làm văn phòng là một. Thứ hai là những người mà làm máy tính á, đặc biệt là bây giờ có xuất hiện cái laptop. Hồi xưa máy tính của chúng ta là ngồi cái màn hình cao vậy nè, thường chúng ta ít khi cúi lắm. Nhưng mà bây giờ có laptop là nó sẽ hơi cúi, nó có máy tính bảng chúng ta cúi. Và bây giờ là có cái điện thoại nữa, smartphone nữa. Thì bây giờ các bạn học sinh á, là hồi xưa các bạn đi học, đọc sách vở xong ra chơi các bạn chơi, thì bây giờ các bạn làm sao? Các bạn ra chơi các bạn lại cầm điện thoại hoặc là cầm máy tính bảng các bạn coi, tức là cái tư thế cúi như này, coi như là cúi từ lúc trong lớp học cho đến lúc ra chơi với lúc về luôn. Rồi các bạn mà làm văn phòng cũng vậy, các bạn làm văn phòng là các bạn đọc xong rồi các bạn làm laptop xong rồi các bạn lại cầm điện thoại, tức là cái tư thế mà cúi thường xuyên như vậy đó, nó sẽ gia tăng áp lực lên cái đĩa đệm và dẫn đến tình trạng là thoái hóa cuộc sống cổ cũng như thoái hóa đĩa đệm. Chúng ta sẽ có những cái triệu chứng điển hình nào mà mình dễ nhận biết nhất cả thưa bác sĩ? Thì thật ra cái thoái hóa này giai đoạn đầu gần như là nó không có triệu chứng gì hết. Một số trường hợp sẽ có tình trạng là đau cuộc sống cổ, là đau cổ là gáy nè. Thì cái tình trạng mà đau cổ gáy nó có thể không hẳn là do tình trạng thoái hóa, mà đôi khi là do cái tình trạng là chúng ta cái tư thế chúng ta giữ một cái tư thế quá lâu. Có thể chúng ta cúi quá lâu, hoặc đôi khi chúng ta nhìn thẳng thôi, chúng ta giữ một tư thế quá lâu do tập trung làm việc đó. Thì cái tư thế giữ một tư thế lâu như vậy là khiến cho cơ bị mỏi và sẽ bị đau. Thì cái này cũng đơn giản, chúng ta cứ nghĩ là chúng ta cứ giơ tay, chúng ta cứ giữ như vậy khoảng 5 phút thôi chúng ta cũng mỏi rồi, huống hồ chỉ cái cổ chúng ta giữ như vậy cả tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ chúng ta cũng đau.
Thì đó cái triệu chứng ban đầu. Nhưng mà triệu chứng sau khi mà cái tình trạng thoái hóa cột sống nặng hơn á, dẫn đến ví dụ như có thoát vị đĩa đệm, hoặc là có xuất hiện những cái gai, hoặc là cái tình trạng mà cái dây chằn mà nó dày lên, yeah, do bị sơ hóa dày lên, thì sẽ chèn ép vô những cái dây thần kinh. Và khi mà chèn ép dây thần kinh sẽ dẫn đến một cái tình trạng tôi gọi là sẽ bị tê tay. Thì nhẹ là các bạn chỉ tê tay ở thỉnh thoảng mới tê thôi. Ví dụ các bạn ngồi lâu quá các bạn tê. Nhưng mà trường hợp nặng hơn là tê luôn cả ngày, cả đêm luôn. Và trường hợp nặng nữa là tay bắt đầu yếu. Có một số bạn là khoảng 30-40 tuổi thôi mà tự nhiên cầm mà hay rớt đồ. Rớt đồ luôn. Mà nặng hơn nữa thì là yếu hẳn luôn, thì lúc đó thường là phải mổ cấp cứu. Dạ thưa bác sĩ, vậy thì khi bệnh nhân bị thoái hóa đốt sống cổ, nếu đến bệnh viện thì chúng ta sẽ được làm cái xét nghiệm cũng như là phương pháp như thế nào để chẩn đoán bệnh nào? Thì cái bệnh thoái hóa cột sống cổ này, nếu nói về làm xét nghiệm thì thường người ta sẽ chủ yếu là làm về hình ảnh học. Thì cái xét nghiệm mà thường mà bác sĩ làm nhất đó là chụp X-quang cột sống cổ. Ngoài ra đó, ngoài cái chụp X-quang cột sống cổ á, thì cũng có một số cái xét nghiệm khác. Tại vì X-quang cột sống cổ thì ít khi nào chúng ta phát hiện được giai đoạn sớm lắm. Những giai đoạn muộn có xuất hiện có những cái gai rồi, hoặc là có xuất hiện là những cái tình trạng gọi là hẹp cái lỗ lỗ liên hợp, tức là cái lỗ mà dây thần kinh đi ra đó, thì chúng ta mới thấy được. Còn những trường hợp sớm á, thì thông thường á, là bác sĩ phải chụp cái gọi là cộng hưởng từ hay gọi là MRI. Hoặc trong những trường hợp mà bác sĩ thấy là có dấu hiệu chèn ép thần kinh rồi, ví dụ có tê tay nè, ví dụ như là có yếu nè, hoặc là có rớt đồ gì đó, thì lúc đó bác sĩ có thể cho đo điện cơ để xác định coi là cái tình trạng mà tê tay đó là do tổn thương cái thần kinh ngoại biên. Ví dụ một số trường hợp ví dụ như hội chứng ống cổ tay chẳng hạn, hay là cái tê tay đó là do chèn ép từ ở bên cổ, thì đó là những cái xét nghiệm mà thường là bác sĩ sẽ kê. Dạ, thật ra thì thoái hóa đốt sống cổ có nguy hiểm hay không ạ? Nếu như chúng ta không được chẩn đoán cũng như là mình can thiệp kịp thời, những cái ảnh hưởng và những cái di chứng về sau bệnh nhân phải gánh chịu là gì ạ? Dạ, bác sĩ. Thì ra cái bệnh này á, nó là một bệnh mãn tính. Cho nên nói về mặt nguy hiểm gọi là khẩn cấp cấp cứu thì không phải là cái tình trạng cấp cứu khẩn cấp. Nhưng mà nếu chúng ta để lâu á, thì sẽ dẫn đến tình trạng là thoái hóa cột sống cổ dẫn đến là chèn ép thần kinh. Và cái chèn ép thần kinh này á, nặng bắt buộc chúng ta phải mổ. Tại vì nếu không mổ á, thì nhẹ thì dẫn đến là tê tay thôi. Nhưng có trường hợp nặng hơn á, nó có thể chèn ép không những là làm yếu hoặc là liệt cái tay, mà thậm chí là yếu và liệt chân luôn. Tại vì tất cả các thần kinh chúng ta khi mà đi từ não xuống đều phải đi qua cái đoạn cổ này. Cho nên trong trường hợp mà gọi là chèn ép, có thể chèn ép nhẹ thì có thể chèn ép ở tay thôi. Mà trong trường hợp mà chèn ép nặng có thể chèn ép toàn bộ cái người phía dưới, tức là chúng ta liệt tứ chi luôn. Thì trường hợp đó bắt buộc là phải mổ. Cho nên nếu mà nói là gọi là cấp cứu thì không phải cấp cứu. Nhưng mà nó cũng nguy hiểm, là nó có thể gây ra những cái tình trạng yếu liệt giai đoạn sau này nếu như chúng ta không điều trị kịp. Dạ, nếu như đó đã là mãn tính thì liệu rằng là bệnh nhân có thể điều trị dứt điểm nếu như phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm hay không? Thì cái bệnh gọi là thoái hóa, tức là nó một cái tình trạng thường nói đến thoái hóa người ta hay nghĩ đến tuổi. Thì để mà nói đơn giản á, là gọi là hết thoái hóa, chúng ta chỉ có hai cách thôi. Một là chúng ta trẻ lại, và hai chúng ta thay cái mới. Thì thật ra đối với cái bệnh thoái hóa cột sống cổ á, chúng ta có thay cái mới được hay không? Thì có những phương pháp ta gọi là ta lấy cái đĩa đệm ra. Nhưng mà cái cột sống cổ của chúng ta có rất là nhiều cái đĩa đệm. Có đến 7 cái đốt sống lận, tương ứng với cái 7 cái đĩa đệm lận. Thì chúng ta không thể nào lấy hết ra được. Như vậy thì cái cách quan trọng nhất là chúng ta phải làm cho cái tình trạng nó chậm lại, hoặc tốt nhất là ngưng lại. Thì cách mà để mà gọi là cái tình trạng thoái hóa này chậm lại hoặc ngưng lại á, thì chúng ta chủ yếu là chúng ta phải thay đổi cái lối sống, cái tư thế cũng như chúng ta sẽ luyện tập. Thì đó là cách tốt nhất để mà chúng ta, một là chúng ta ngăn ngừa, hai là chúng ta sẽ làm chậm cái diễn tiến của bệnh. Còn nó gọi là hết bệnh á, thì thật sự cái bệnh thoái hóa cột sống này chúng ta không thể hết 100% được. Dạ, hiện thì chúng ta có những phương pháp nào điều trị và phương pháp nào thì thường được các bác sĩ sẽ áp dụng nhiều hơn ạ? Thì thật ra chúng ta sẽ có 3 cái phương pháp. Cái phương pháp thứ nhất gọi là phương pháp không dùng thuốc. Mà cái phương pháp này là phương pháp tốt nhất. Chúng ta có thể áp dụng được từ giai đoạn sớm, giai đoạn gọi là ngăn ngừa bệnh, cho đến cái giai đoạn nặng luôn. Thì cái việc không dùng thuốc này, thứ nhất là chúng ta sẽ phải điều chỉnh tư thế. Điều chỉnh tư thế, thứ nhất là chúng ta phải điều chỉnh những cái tư thế, ví dụ như là chúng ta làm việc làm sao giữ cho cổ được thẳng. Thì thật ra bây giờ là
chúng ta điều chỉnh tư thế này không phải là ở người già chúng ta mới điều chỉnh. Thanh thiếu niên, thậm chí là thiếu niên, tức là cái tuổi đi học là chúng ta cũng đã phải điều chỉnh rồi. Cụ thể là bây giờ có những cái bàn làm việc, những cái bàn làm việc mà nó có thể nâng lên, có thể nghiêng được. Để làm chi? Để các bạn khoảng cấp 2, cấp 3 khi mà các bạn đọc sách, các bạn học bài, các bạn có thể là không có phải cúi như vậy nữa. Và các bạn phải ở một cái, chỉ cần cúi nhẹ thôi là các bạn có thể đọc sách được, có những cái bàn nghiêng được như vậy. Thứ hai nữa là bây giờ nếu mà chúng ta học bằng máy tính bảng, chúng ta học bằng laptop thì thường là chúng ta phải kê lên. Kê lên để cho mà nó ít nhất là phải ngang cái tầm mắt. Cho nên bây giờ là có rất là nhiều cái bàn gọi là bàn kê laptop đó. Cái bàn kê laptop. Thậm chí là có những cái bàn học dành cho các cái em cấp 1, cấp 2 mà có sẵn cái chỗ để mà để máy tính bảng luôn. Thì đó cũng là một cách rất là tốt. Khi mà chúng ta đi làm việc, chúng ta cũng phải lưu ý là để hoặc á, là nếu mà chúng ta làm máy tính á, thì chúng ta hoặc là chúng ta sẽ mua luôn một cái màn hình để cho ngang tầm mắt. Hai á, là chúng ta nếu mà chúng ta sử dụng laptop thì chúng ta nên kê lên, kê một cái bàn lên. Và sau này bây giờ sự phát triển kinh tế cho chúng ta những cái ví dụ như là cái bàn có thể tăng chỉnh chiều cao, rồi những cái ghế để tăng chỉnh chiều cao được. Thì những cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta giữ cái cổ thẳng ở trong giai đoạn khi mà chúng ta làm việc thì giai đoạn dài. Và tuy nhiên á, là chúng ta cũng phải luôn luôn là ví dụ như chúng ta gọi là gì, phải thay đổi, tức là nhiều khi chúng ta hay quên, chúng ta ngồi làm việc mà chúng ta quên không có xoay cổ á, chúng ta cũng phải lưu ý là những chúng ta phải thường xuyên thay đổi cái cột sống cổ. Để mà chúng ta hạn chế cái tình trạng mỏi hoặc là làm giảm cái tình trạng gọi là tăng áp lực liên tục lên cột sống cổ. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có những cái bài tập cổ để mà chúng ta có thể làm tăng cái sức cơ cũng như là những cái sức của dây chằng ở vùng cổ lên. Ngoài ra những bài tập đó khi mà chúng ta bị bệnh rồi á, thì những bài tập đó có thể giúp làm giảm cái tình trạng thoát vị đĩa đệm cột sống cổ nữa. Thì đó là cái phần thứ nhất, tức là điều trị bằng không dùng thuốc. Thứ hai là điều trị dùng thuốc. Thực ra điều trị dùng thuốc là khi mà chúng ta đau, chúng ta đi gặp bác sĩ thì đa số bác sĩ sẽ cho dùng thuốc. Thì những cái thuốc này á, bao gồm có những thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm và cái thuốc mà ta gọi là giảm đau do thần kinh á, điều trị cái tình trạng chèn ép thần kinh. Thì đó là cái thuốc. Và cái cuối cùng á, trong trường hợp mà chúng ta áp dụng hai phương pháp trên mà cái tình trạng đau hoặc là tình trạng tê tay tê chân vẫn còn nhiều á, hoặc là trong trường hợp mà bị yếu liệt tay thì thường là chúng ta phải mổ. Thì mổ thì thật ra có nhiều phương pháp mổ, sẽ tùy vào cái tình trạng là chèn ép như thế nào, hoặc là chèn ép do gai hoặc chèn ép do thoát vị đĩa đệm, thì bác sĩ sẽ có những cái phương pháp mổ khác nhau. Dạ, vậy thì trong suốt quá trình điều trị như vậy, bệnh nhân có cần lưu ý những cái điều gì để cho cái quá trình điều trị của mình nó rút ngắn lại và nó sớm có thể hồi phục hơn hay không ạ? Dạ. Thì trong quá trình điều trị bao gồm có điều trị mà chúng ta chưa mổ và điều trị sau mổ. Thì cái quan trọng nhất á, là người bệnh phải tuân thủ điều trị, tức là tuân thủ dùng thuốc. Và đặc biệt và cái khó nhất là chúng ta tuân thủ cái vấn đề là điều trị không dùng thuốc. Bao gồm có là tập vật lý trị liệu. Tại vì thực ra cái tập vật lý trị liệu á, nó không chỉ có tác dụng là về mặt thể chất, gọi là về mặt physical, là về mặt thể chất thôi, mà nó còn có về mặt tâm lý nữa. Tại vì đặc biệt là những trường hợp mà bị đau kéo dài thì người ta nghiên cứu thấy là những trường hợp đau kéo dài đó, thì ngoài việc đau là do tác động vật lý, là tác động thể chất, tức là cho chèn ép gì đó, thì nó còn có một cái tình trạng là chuyển hóa thành đau do tâm lý. Và đặc biệt ta nghiên cứu thấy là những cái trường hợp mà đau mãn tính như vậy, nó dẫn đến một cái tình trạng gọi là trầm cảm do đau. Thì trong những trường hợp đó là chúng ta không chỉ là dùng thuốc không chỉ phẫu thuật không, chúng ta phải kết hợp giữa vật lý trị liệu cũng như là về tâm lý trị liệu để mà gia tăng cái hiệu quả của cái việc là giảm đau. Có nhiều trường hợp là ta mổ rồi vẫn đau, mà đến lúc mà khi chúng ta gặp bác sĩ tâm lý hoặc là bác sĩ cho thêm những cái thuốc gọi là chống trầm cảm thì lại hết đau. Cho nên là những cái bác sĩ mà ví dụ khi chúng ta điều trị thì chúng ta không chỉ là quan tâm vấn đề gọi là vật lý thể chất, mà chúng ta cần phải quan tâm đến vấn đề tâm lý nữa. Và như vậy thì ngoài cái vấn đề là
bản thân người bệnh phải tin tưởng và gọi là hợp tác tối đa, thì cũng cần phải có sự hỗ trợ của người nhà nữa. Dạ. Thì lúc đó chúng ta cái khả năng thành công sẽ cao hơn. Dạ. Mình có thể phòng ngừa như thế nào một cách tốt nhất để tránh bị phải cái căn bệnh này? Dạ. Thì cái phòng ngừa tốt nhất á, là chúng ta phải điều chỉnh cái chế độ gọi là cái tư thế. Dạ. Tư thế. Thì thứ nhất là khi mà chúng ta làm việc, chúng ta phải giữ cái cổ thẳng. Bằng cách là chúng ta có thể là nâng cái laptop lên, hoặc chúng ta chuyển qua nếu chúng ta dùng máy tính, có thể sử dụng cái màn hình. Rồi chúng ta có thể điều chỉnh được những cái bàn hoặc cái ghế sao cho nó vừa tầm nhìn. Nhưng mà cái quan trọng nhất á là chúng ta phải thay đổi cái tư thế cổ thường xuyên. Thì cách tốt nhất á là người ta khuyên á là ví dụ chúng ta làm việc máy tính hoặc làm việc đọc sách hoặc là học thì khoảng 1-2 tiếng thì chúng ta nên có những động tác để mà thư giãn cái cột sống cổ. Thì đó là cách tốt nhất. Mà thường á là để mà vận dụng được cái đó thì thường á là bác sĩ hay dặn với bệnh nhân á là chúng ta phải hẹn giờ. Dạ. Tức là hẹn báo thức trên điện thoại đó, cứ 2 tiếng báo thức là chúng ta phải đi lại. Hoặc là phải, ví dụ không đi lại được thì chúng ta cũng phải gọi là tập thư giãn cái cột sống cổ. Thì đó là cái biện pháp mà tốt nhất để chúng ta có thể gọi là phòng ngừa được cái bệnh thoái hóa cột sống cổ. Dạ. Thưa quý vị khán giả thân mến, ngày càng có nhiều các phương pháp trị liệu và ngày càng cuộc sống áp lực hơn, nhiều vấn đề xoay quanh khiến cho chúng ta đôi khi với những điều nhỏ nhặt nhất như là những cái tư thế ngồi hay là việc chúng ta cúi lâu như bác sĩ Mai Du Linh có chia sẻ cũng đều sẽ để lại những cái hậu quả và những cái ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn về sau này. Hy vọng là với những lời khuyên ngày hôm nay, quý vị có thể có thêm cho mình được những kiến thức hữu ích bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh. Trân trọng cảm ơn bác sĩ Mai Du Linh đã nhận lời tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thưa chúc quý vị nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Thân ái chào và hẹn gặp lại. Kính chào quý khán giả. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.